Leonardo Bonucci tính kiện Juventus, Premier League luôn sẵn sàng hỗ trợ tuyển Đức là hai trong số những tin tức nổi bật trong bản tin sáng ngày 13 tháng 9. Bên cạnh đó, kết quả thi đấu của đội U23 Việt Nam và các ông lớn tại loạt trận quốc tế cũng sẽ xuất hiện ngay sau đây. Chào mừng các bạn đến với kênh bình luận viên Anh News và hãy cùng mình đến với cập nhật đầu tiên. Dù thiếu vắng Messi trong cuộc đấu trên sân của Bolivia, nhưng Argentina vẫn sớm thể hiện được bản lĩnh của nhà đương kim vô địch World Cup. Theo đó, Enzo Fernandez là người mở tỷ số trận đấu trước khi Nicolas Tagliafico lên tiếng để nhân đôi cách biệt cho đại diện xứ Tango ở phút 42. Thời gian sau đó không chứng kiến thêm pha lập công nào được ghi và điều này đồng nghĩa với chiến thắng 2-0 vô cùng xứng đáng cho nhà đương kim vô địch World Cup. Bước vào trận giao hữu với Pháp trong bối cảnh vừa mới trảm tướng, nhưng những cỗ xe tăng Đức lại gây bất ngờ khi vừa lên dẫn trước từ khá sớm. Cụ thể, Thomas Müller đã mở điểm cho Diemann Schwab ngay phút thứ tư và đó cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1. Thời gian sau đó tiếp tục chứng kiến sự khởi sắc đến từ đội tuyển Đức khi họ có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 87 do công của Leroy Sané. Các nỗ lực sau đó của Pháp chỉ giúp đội bóng này có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Antoine Griezmann và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Do được nghỉ trong loạt trận đêm qua vòng bảng Euro nên đội tuyển Anh đã có trận giao hữu rất đáng chú ý với đội tuyển Scotland. Theo đó, tam sự là bên chơi tốt hơn trong hiệp 1 khi Jude Bellingham cùng Phil Foden thay nhau lập công để giúp thầy trò Gareth Southgate bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2 bàn. Kịch tính của trận đấu sau đó được đẩy lên cao khi Harry Maguire có tình huống phản lưới nhà để giúp đội bạn rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, rất may cho hậu vệ Manchester United và các fan tuyển Anh khi Harry Kane đã lên tiếng với bàn thắng ở phút 81. Đó cũng là pha lập công cuối cùng của trận đấu. Điều này đồng nghĩa với chiến thắng 3-1 rất xứng đáng dành cho tam sự. Chạm trán nhau ở trận cầu đinh bảng C vòng loại Euro 2024 nên Ý cùng Ukraine đã nhập cuộc vô cùng quyết tâm. Theo đó, Azzurri đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà của mình để vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0 chỉ sau 29 phút bóng lăn nhờ cú đúp của Davide Fratesi. Điều này buộc Ukraine phải thay đổi chiến thuật của mình và thành quả đã đến với đội bóng vùng Đông Âu khi họ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước khi hiệp 1 kết thúc. Nửa sau cuộc đấu chứng kiến sự bất lực của tiền đạo hai đội và điều này đồng nghĩa với chiến thắng cực kỳ quan trọng dành cho đội tuyển Ý. Được biết, tình hình bảng C đang vô cùng căng thẳng khi cả ba đội tuyển Italia, Ukraine và Bắc Macedonia đều có cùng 7 điểm và đang hướng đến vị trí thứ hai khi mà ngôi đầu khó thoát khỏi tay của tuyển Anh. Được chơi trên sân nhà trong cuộc đấu với đối thủ yếu đảo Síp và Tây Ban Nha đã không để đội khách có bất kỳ một cơ hội có điểm nào. Cụ thể, đoàn quân đến từ xứ sở đấu bò đã ghi tới 6 bàn thắng sau cú đúp của Ferran Torres cùng các pha lập công đến từ Gavi, Alex Baena, Jose Lu và Mikel Merino. Ở chiều ngược lại thì đảo Síp không có được dù chỉ là một bàn danh dự và điều này đồng nghĩa với chiến thắng đậm đà 6-0 dành cho đội tuyển Tây Ban Nha. Kết quả vừa nêu giúp cho La Roja đang đứng thứ hai bảng A với 9 điểm trong tay. Chỉ phải gặp đối thủ yếu Estonia ở cuộc đấu đêm qua và đội tuyển Bỉ đã rất biết cách phô diễn sức mạnh của mình. Cụ thể, đoàn quân huấn luyện viên Domenico Tedesco đã ghi tới 5 bàn vào lưới đội bạn trong khi không để thủng lưới lần nào. Chiến thắng đậm đà 5-0 này giúp cho Bỉ đang đứng đầu bảng F với cùng 13 điểm với đội xếp dưới là đội tuyển Áo. Được biết, hai tập thể kể trên đang bỏ cách xa đội xếp thứ 3 là Thụy Điển khi đội bóng Bắc Âu hiện mới có 6 điểm trong tay. Tiếp đón U23 Singapore trong bối cảnh đã sớm có vé dự vòng chung kết U23 châu Á, nên U23 Việt Nam đã tung ra sân đội hình có nhiều sự thay đổi so với vòng đấu trước. Tuy nhiên, thầy trò Philippe Trussier vẫn là bên nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn mở tỷ số. Cụ thể, Nguyễn Đình Bắc là người mở điểm cho binh đoàn Rồng Vàng ở phút thứ 13 sau tình huống đã phạt đền thành công. Tuy vậy, bất ngờ đã đến trong hiệp 2 khi U23 Singapore có bàn gỡ hòa 1-1 sau pha phá lưới của cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Thế nhưng sự quyết tâm đã giúp U23 Việt Nam một lần nữa vượt lên nhờ công của Hữu Nam ở phút 77. Ở chiều ngược lại thì U23 Singapore
không hề bỏ cuộc mà vẫn chơi rất nỗ lực trong thời gian sau đó. Việc này giúp các chàng trai đến từ đảo quốc sư tử có bàn thắng ấn định tỷ số hòa 2 đều chung cuộc ở phút thứ 85. Điều này đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam đã kết thúc vòng loại U23 châu Á với vị trí nhất bảng cùng 7 điểm trong tay. Có lẽ sau Manchester United thì Juventus đang là đội bóng đen đủi nhất làng túc cầu lúc này. Cụ thể chưa đầy 24 tiếng, sau khi Pogba dương tính với doping thì lão bà thành Turin lại vướng thêm một rắc rối khác. Theo đó, sau khi chia tay trong ồn ào thì hậu vệ Leonardo Bonucci đang tính kiện đội bóng cũ ra tòa. Được biết, ekip của hậu vệ xứ sở mì ống đang đưa ra quan điểm buộc tội Juventus đã có những hành động làm ảnh hưởng đến hình ảnh cầu thủ 36 tuổi. Thậm chí Bonucci cũng khẳng định bản thân chỉ muốn đòi lại sự công bằng và sẽ ủng hộ tiền thắng kiện vào các quỹ từ thiện. Dù đã rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng của Bayern Munich từ rất lâu, nhưng ít ai biết Julian Nagelsmann về mặt hợp đồng vẫn đang là người hùm xám xứ Bavaria. Điều này dẫn đến một hệ quả đáng chú ý là bất kỳ một tập thể nào muốn có sự phục vụ của ông thầy 36 tuổi đều sẽ phải trả một khoản phí cho nhà đương kim vô địch Bundesliga. Tuy vậy, điều gì cũng có ngoại lệ và các nguồn tin thân cận cho biết bộ sậu sân Allianz Arena sẵn sàng để Julian Nagelsmann đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Đức mà không đòi bất kỳ một khoản tiền đền bù hợp đồng nào. Tất nhiên, mọi chuyện cũng còn phụ thuộc vào chính Liên đoàn bóng đá Đức khi họ có quyết định hợp tác với chiến lược gia 36 tuổi hay không. Trong vòng 24 tiếng qua thì cái tên Anwar Elgazi đã được các fan Manchester United tìm kiếm và nghiên cứu rất nhiều. Nguyên nhân là do ngôi sao người Hà Lan được cho là đã lọt vào tầm ngắm của Quỷ Đỏ như một giải pháp tạm thời sau những rắc rối liên quan đến Antony và Sancho. Tuy nhiên, các cập nhật mới nhất đã phủ nhận kịch bản trên khi cho rằng không có chuyện Quỷ Đỏ quan tâm cầu thủ 28 tuổi, mà đơn giản chỉ là ông lớn nước Anh đã nhận được lời đề nghị từ đại diện của Anwar Elgazi mà thôi. Không những vậy, đội chủ sân Old Trafford được cho là cũng không quá lo về vị trí tiền đạo phải khi họ có thể dùng một trong bốn cầu thủ là Pellegrini, Garnacho, Bruno Fernandes hoặc Mason Mount ở khu vực này tùy tình hình cụ thể. Trong trận đấu sáng nay giữa Ý và Ukraine thì ngôi sao Sandro Tonali đã không có mặt trên sân. Điều này là do tiền vệ xứ sở mì ống bị mỏi cơ và cần thời gian hồi phục. Không những vậy, ngôi sao 23 tuổi cũng có thể phải bỏ lỡ cả trận đấu giữa Newcastle và AC Milan ở Champions League vào tuần tới. Đây quả là một cập nhật rất xấu dành cho Trích Chòe trong bối cảnh họ vốn đã thi đấu không tốt kể từ đầu mùa đến giờ. Liverpool đã gặp một số bất lợi do các quyết định nặng tay từ các trọng tài trong những vòng đấu đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh. Do đó, thông tin về những vị vua áo đen sẽ cầm còi trong cuộc đấu giữa The Kop và Wolves cuối tuần này là một chủ đề rất được quan tâm. Tuy nhiên, khi biết Michael Oliver sẽ làm trọng tài chính, còn Paul Tierney đảm nhận nhiệm vụ trong phòng VAR thì các fan lữ đoàn đỏ đã không thể yên tâm. Nguyên nhân là do đội bóng thành phố Cảng từng có những trải nghiệm không tốt với Paul Tierney trong quá khứ. Real Madrid vừa tung ra danh sách đăng ký các thủ thi đấu ở Champions League và sự chú ý của người hâm mộ đã được dành cho bộ đôi bệnh binh là Thibaut Courtois và Eder Militao. Theo đó, dù vướng phải chấn thương dài hạn và chưa rõ ngày trở lại, nhưng hai ngôi sao kể trên vẫn được kiền kiền trắng tin tưởng ở hành trình sắp tới tại đấu trường châu Âu. Nguyên nhân là do cả Courtois lẫn Militao đều là những cái tên đẳng cấp và có thể chiếm lại suất đá chính ngay sau khi hồi phục chấn thương. Kiếp nạn của cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales chưa hề kết thúc sau khi người đàn ông 46 tuổi rời khỏi cương vị của mình. Theo đó, chỉ vài ngày sau khi rời khỏi vị trí cũ thì vị quản lý tai tiếng đã bị hệ thống tư pháp xứ đó bỏ triệu tập. Cụ thể, ông Rubiales đang bị điều tra về nghi án tấn công tình dục và nếu tội danh được thành lập thì một án tù là điều có thể được đưa ra. Là một tài năng của Manchester United nên Facundo Pellegrini rất được Quỷ Đỏ coi trọng chuyện gia hạn. Theo đó, đội chủ sân Old Trafford nhận định việc kéo dài giao kèo với ngôi sao Nam Mỹ là ưu tiên hàng đầu. Được biết, các cuộc thảo luận tích cực đã diễn ra vào tháng 4 cũng như mùa hè và sẽ sớm tiếp tục trong thời gian tới. Cụ thể, hợp đồng hiện có của Pellegrini có thời hạn đến tháng 6 năm 2025 và các bên đều muốn hướng đến một cột mốc xa hơn cùng các chế độ mới cho nhân tố 21 tuổi. João Félix đang nhận nhiều sự kỳ vọng khi chuyển sang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn từ Atlético Madrid. Tuy nhiên, kế hoạch sử dụng tân binh sinh năm 99 của huấn luyện viên Xavi vẫn chưa quá rõ ràng. Thế nhưng bản thân ngôi sao người Bồ Đào Nha đang hướng đến việc đá cánh trái và việc đó đã được thể hiện qua phát biểu. Tôi rất ngạc nhiên khi người hâm mộ Barca chào đón mình một cách tuyệt vời. Có lẽ vì họ biết rằng Barca là giấc mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Tôi đã sẵn sàng chơi cánh trái khi cảm thấy vị trí đó là nơi mà Xavi muốn sử dụng tôi.
Thêm một thông tin liên quan đến Barcelona thì huấn luyện viên Xavi được cho là đang muốn có chữ ký của ngôi sao Alex Baena từ Villarreal. Theo đó, cầu thủ 22 tuổi là cái tên đã khẳng định được tài năng và hoàn toàn có thể trở thành một sự bổ sung chất lượng cho Blaugrana. Tuy nhiên, điều khoản giải phóng hợp đồng lên đến 60 triệu euro của Baena sẽ thực sự là thử thách với tình hình tài chính của ông lớn xứ Đậu Bò vào lúc này. Lamine Yamal là một thần đồng của bóng đá thế giới nên không khó hiểu khi đội tuyển Maroc đang muốn cướp tài năng 16 tuổi khỏi tay Tây Ban Nha. Nguyên nhân là do cha của cầu thủ Barcelona sinh ra đất nước châu Phi này nên họ đang gây áp lực lên Samai sinh năm 2007 về lựa chọn đội tuyển của mình. Thậm chí huấn luyện viên tuyển Maroc còn đến thăm Yamal ở Barcelona để chèo kéo viên ngọc quý của làng túc cầu. Tuy nhiên, nếu xét về sức mạnh tập thể cũng như khả năng giành danh hiệu thì có lẽ đại diện châu Phi vẫn thất thế khá rõ trước La Roja. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất về bóng đá thế giới trong 24 giờ qua. Loạt trận quốc tế đang dần đi đến hồi kết và giờ là thời điểm các câu lạc bộ tên tuổi chuẩn bị cho chặng tiếp theo của mùa giải. Do đó đừng quên cập nhật kết quả của những trận cầu đỉnh cùng nhiều chuyển động hấp dẫn khác của làng túc cầu trên các video thuộc hệ thống kênh Bình luận viên Anh Quân. Còn giờ thì xin chào và chúc các bạn có một ngày vui vẻ và bình an.